Xin chào người Việt Nam Cộng Hòa có tiến bộ. Trời ơi, đủ má. Có nghe rõ không thưa quan? Có nghe rõ Ok, thì bên này cũng không lạnh á? quá. Lạnh đã, đang lạnh Thì đã. mùa đông bên này mà tuyết rơi đầy nhà. Thì nãy giờ ngồi cũng nghe, nhưng mà nói chung là thì đối với bố thì hàng này nó không ra kilo vậy cơ, bởi vì nó có biết gì đâu mà nó nói thằng Quang Lâm nó nói rất là đúng, là bởi vì xuất thân cái thằng này thì từ học vấn là trình độ nè, còn trẻ còn nó đâu có biết gì, bất cứ một cái chế một một cái một cái gì quá khứ của cái xã hội cũ hay mình đâu, nên đó nó phát ngôn rất ư bừa bãi. Mà mình buồn cười, có một lần tao đã nói mày rồi, có nghĩa là không biết hồi nãy nó nói cái gì đó mà ở dưới này là toàn là giáo sư tiến sĩ, toàn là kỹ sư đồ, tôi la mà ngồi chống mỏ lên, ngồi chống cằm lên, ngồi lại nghe thấy tôi buồn cười. Và bữa nay Quang Lâm đã nói hết rồi, tất cả tiểu sử của thằng này, kể cả gia đình của ông già nó cũng là chết trên bàn nhậu và bị nói gây lộn gì đó, nhậu bị nó đâm chết. Thế mà biết sao mà nó qua đây rồi tự nhiên đùng một cái rồi cái tất cả mọi người đều bị nó lừa Xây dựng gạt hình ảnh. hẳn là vậy. Dạ. Thì nói chung là thằng này không đáng để mình để tâm, nó hẳn là vậy. Tại vì cũng có một cái số thành phần nghe nó và vẫn đang nghe nó là bởi vì họ bất mãn cái xã hội Việt Nam mình, hoặc là thường thường bất mãn xã hội thì nó có nhiều cái vấn đề lắm, thí dụ như là quyền lợi, vấn đề nhà cửa đất đai này kia, mặc dù họ bị mất, nói một cách đơn giản như là thí dụ như họ đi vượt biên, thí dụ vậy. Dạ. Nhưng mà ngày xưa người ta có cái nhà, mà cái nhà bên bên quận nhất đi, đại khái là vậy đi, mà bây giờ đùng một cái từ vượt biên thì đương nhiên cái thời đó, đó nhà nhà ta cũng bị, nhà 118 đường Trần Cái Sương cũng bị, khi mà vợ đi thì nó có một cái chính sách gọi là nhà đó thuộc quyền nhà nước quản lý Nhà nước quản lý đúng rồi, thuộc diện nhà nước quản lý. đó, đúng rồi đó. Về tự nhiên anh đi xong đã xong, bây giờ nhà nước quản lý, bây giờ anh về anh mất nhà. Mà bây giờ hồi xưa thì nó bất mãn ít là bởi vì sao, cái giá trị nhà nó không có. Mình nhớ hồi xưa thời đó năm 1980 mấy, cái xe 67 rồi xe máy sát rồi xe Suzuki rồi kia không ai đi, là bởi vì không có Đúng xăng để mà đi, và rồi. hầu như là người ta dục người ta đi xe đạp. Đúng rồi. À, cái thời khó khăn của nhà nước của đất nước mình á, người ta nói từng nói rồi, cái xe Phượng Hoàng, cái xe đạp Phượng Hoàng, mà xe của Trung Quốc nó mắc tiếp, mà nó nặng như là nó nặng giống y chang như là cái gì á, mà nặng ghê gớm lắm. Một cái xe đó như nặng cũng khoảng ba chục ký, 30 40 ký nữa ra, nặng lắm. Cái sườn như ông mấy ông tiếp nước vậy, cái sườn xe nó như Đúng mấy rồi ông đúng tiếp rồi, nước nó rất là nặng. ông tiếp nước mà nó chắc lắm, nó chắc lắm nhưng mà nó nặng lắm. Mà một cây vàng á, một cây vàng một chiếc ghê gớm lắm. Xe đạp là hồi đó là vua à, thì cái nhà cũng vậy thôi. Hồi đó cái nhà không giá trị gì cả, để tôi xíu tôi nói cái nhà ta cho bà coi. Thì đùng một cái sau này má, cái nhà nó đã mất rồi, nó coi là gì mất rồi, tự nhiên bây giờ lên 20-30 tỷ, 40-50 tỷ. Tại nhà quận nhất mà đủ làm gì có cái chuyện mà đất bây giờ rất vàng, quận nhất là vàng thôi nữa, là bắt đầu anh thù. Mà anh thù là cái chuyện vô lý, là bữa anh đi vượt biên, nhà là nhà nước quản lý đó, cái đó là cái xét lược cái từ xưa tới giờ là vậy. Nhà ta cũng vậy, trừ trường hợp khi nào anh có trong hộ khẩu mà có gia đình có sót lại tên của anh thì anh ở hoài, và anh sau này có một nghị định là anh phải hóa giá cái nhà lại, tất nhiên là anh mua rẻ lại của nhà nước bán lại cho anh. Nhà tao đó, nhà 118 Sượt Bầu ở đường Trần Cái Quá Sương bây giá giờ đó, có, đúng rồi đúng rồi, hóa giá là có nghĩa là anh được quyền mua lại đó mua lại. với cái giá rẻ lắm, không 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 có cái gì mà gọi là mắc cả. Thì ngược lại anh này anh đi vượt biên, cả gia đình đâu còn ai là ở nhà, anh đâu còn một cái người nào mà còn cái hộ khẩu mà nằm ở trong cái nhà đâu, thì cho nên là anh không được quyền mua, cho nên vì chỗ đó là anh mất trắng. Mà bây giờ nghe nói cái nhà nó đủ, bây giờ hiện giờ nhà nước hiện giờ đang thanh lý hay là phát mãi hay là có người khác vào ở, hay cái đại khái là mình không biết gì đó, nhưng mà cái dịch trị giá cái nhà là khoảng 50 tỷ. Đủ nó tự nhiên là sôi máu lên liền, đủ sôi máu lên, đủ sôi máu lên, đủ quá tức 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 là Cay cay, cay cái là chửi đó. Đây đây là vậy, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi, không có không đó. lẽ gì hết đó. Thì anh cái anh chàng này là anh mưu móc ra mấy cái chuyện đó, là anh làm cho cái người bị mất của nó, thẳng là đa số những người bị mất của ở Việt Nam mà họ vượt biên đi thì họ bắt đầu họ tức. Mà anh tức là gì, nhưng mà tức mà khổ cái là họ không chửi được, họ Đúng như rồi họ không? chửi thì đủ phải bị là kỳ quá không được, là bởi vì bỏ cái lý cái tình của họ không có, bỏ anh đi
nhà nước mới quản lý, bây giờ không cho quản lý thì ăn trộm ăn cướp xì ke ma túy vô nó tập trung của đó để hát vậy sao nhiều có vấn đề đó. Nhưng mà nói một cách khác nữa là họ tức tối về xã hội là bỏ họ mất của, nó thẳng là trắng là vậy. Rồi sau khi mà đi khi bây giờ thì giá đất giá nhà ở lên là bắt đầu họ họ cai. Dạ. Chuyện đó là chuyện chung chung, còn chuyện gia đình của tao này. Cái nhà của tao bên đường Âu Dương Lân quận 8 á. Dạ. Thì hồi xưa tao cũng nhà hợp pháp đàng hoàng, nhà tao đàng hoàng, nhưng mà tại vì cái nhà cái ngày mà xuất cảnh đó, nó cận quá đi, gần quá đi, tao không có thể nào rao bán được. Thì có một người ở trong xóm đó họ cũng dạng giống như kiểu như là thiếu nhà ở nhưng mà không có tiền đó, hai vợ chồng giáo viên để dành dụm khoảng được 15 cây vàng. Cái nhà đó tao bán lại, bán thì bán đổ bán tháo để mà đi đó. Thời đó đó thời 80 thì bán được đã bán được 15 cây, bán được 15 cây. Thì cái năm cái 2007 tao về tao đi qua thăm nhà cũ, thì cái nhà cũ nó không còn cái nhà cũ của tao nữa, tận ngày xưa cái nhà cấp 4 thôi. Bây giờ cấp lên 4 tầng, đường số đường đường Âu Dương Lân, hẻm Âu Dương Lân. Hẻm thứ 9, nhà tao là số 9 xuyệt 4 Âu Dương Lân. Từ đầu đường vô nhà 4 căn tới là nhà số 4. Về nhà là tao dòm lên ngước lên thôi, rượu với cái nhà của mình hồi xưa là nhà trệt, bây giờ lên 4 tầng khang trang đù mà đẹp cực kỳ luôn. Cái mình ngồi mình, đôi lúc mình cũng ngậm ngùi chứ, mình dòm lên cái cũng buồn đúng rồi. Nhớ là lại chứ. Đã hay vậy, dạ, rồi. Cái đó là thuận mua vừa bán nha, thuận mua chứ không phải là mất trắng. Đấy. Thì nhỏ kia nó bây giờ anh có muốn mua lại không? Rẻ lắm, không có nhiêu trên trời. Tao mừng quá thỏi, bao nhiêu bây giờ mua lại bao nhiêu? Khoảng 350 cây thôi chứ nhiều. Đủ má. đi người nhưng mà cái vàng làm cái vàng làm như cây củi vậy hả, cái vàng làm như cây củi đơ như cây cơ như cây củi đó đó, rồi sống mua cười đó. Rồi cái thằng chủ nhà đó đãi tao nhậu, để nói chung là được, cũng là anh em trong xóm mà nó rất vui vẻ chứ có gì cả. Tại vì đó là một sự đánh đổi, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường, tao là cái chuyện bình thường, còn tụi nó là hồi nó tụi nó cay, mày hiểu không? Cái việc đó kiếm chuyện nó chửi thôi, cái chuyện nó không quan trọng, mà nó cay mà nó nhờ thằng kia chửi dùng, cái thằng tôi là cái thằng dân đi chửi dùng thế thôi. Đúng rồi, chỉ thuê, đó chỉ thuê thôi, không có mẹ dân mà một khổ. Thì nãy vừa qua là nó nói hết rồi, tiểu sử thằng này như thế nào, gia phả anh này như thế nào, lịch sử học cỡ nào, học lớp mấy, buôn bán điện thoại làm sao, rồi chị ca ma túy như thế nào, rồi bị ở tù sao, tôi nói mẹ hết, mình không cần phải chắc lại. Nhưng có điều á, nó buồn cười ở cái chỗ là có những anh ta to mặt lớn, đúng rồi, nhà ra đi vượt biên mất rồi xong rồi cái cây cú thiệu mà khoái, thường thường con người ta kỳ lắm. Nhưng bây giờ mà ghét ai mà tự nhiên mà ghét ai, nhưng mà nếu mình chửi không có được, nhưng mà có thằng nào thì nó chửi đó, tự nhiên là con người mình nó khoái. Đúng rồi, cái điều đó, cái có người chửi dùm, có người chửi họ, đó là người chửi họ, đúng rồi. Nhưng mà chửi một cách buồn cười lắm, nhiều cái nó đã từng nói rồi. Thậm chí người Việt mình nó có cái tính xấu quá kia, là mất mãn xã hội, mà mất mãn xã hội cách vô cớ. Ví dụ con đặt tao đến ví von này, mày rất là nhà mày có cái vỉa hè đó là dành cho khách đi bộ, người ta là thường nó dẹp lòng lề đường để cho khách đi bộ người ta đi. Nhưng mà mày là quán cà phê, mày bán cà phê cốc mà, mày để mấy cái ghế trước để mày bán cà phê trong nhà chứ vậy. Nhưng mà khi mà đủ cảnh sát mà nó đi ngang, công an đi ngang, nó dẹp lòng gì lòng đẹp lòng đường, đường. Tuy nhiên là, là phải dọn vô, phải không? Đúng rồi, phải dọn vô. Đủ má mà nó đi qua rồi đi tới, nó đi ba lần là đủ, mày cáo là đủ, mà chửi á, mà chửi liền đủ má đi ngoài đủ má mà thấy rõ ràng không, là bắt đầu chửi đó. Đúng rồi, kỳ vậy đó. Có nghĩa là nói chung là cái người dân mình thiếu ý thức và thiếu ý thức trách nhiệm, là bởi vì họ không vì cái chung, nói một cách khác là họ không vì cái chung, mà họ chỉ vì cái riêng thôi, của gia đình mình, của mình, chắc không có cái chung. Đụng mà ta bán cà phê cốc rồi nó cứ đuổi hoài là bắt đầu tức là chửi rồi. Lại thái là vậy. Thì thằng kia cũng vậy thôi, có nghĩa là ở đây ta muốn nói là cái điều là cái chuyện thằng này nó rẻ quá, mình không phải cần phải quan tâm. Và thằng từ Quang Lâm thì nó đã nói hết rồi, có nghĩa là có những tiếc rằng là mấy ông mà đụng cái kia mà khoái nghe đủ để cho nó chữ thuê, tức là chữ cho mình để khoái lỗ nhĩ đó, thì toàn là những cái dân không có ra gì cả. Dạ. Thì đó cái vấn đề đó bố, cái vấn đề mới là đáng bàn. Cái thằng Trương Quốc Huy đó, đúng không, thì rõ ràng là
không đáng để chúng ta quan tâm rồi. À, nhưng mà ở đây á, là những cái thành phần mà ngồi mà nghe bắt đầu tung hê, bắt đầu đội một vú quy lên đầu cái thành phần Thì ta đó mới nói rồi là rồi, thì ta nói dạ. rồi rồi, đó là một những thành phần bị mất của, mất tiền với lại tức cay, đủ 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 mọi loại cay. Thí dụ là vậy, Dạ. nhiều cái vấn đề cay lắm. Chắc Paris, tao thí dụ ví von là một vấn đề nhà thôi, còn đó có nhiều vấn đề uẩn khúc, thí dụ như là vợ con các cái về vượt biên qua đây rồi hạnh phúc gia đình nó không có được toàn vẹn, rồi có nhiều đứa nói mẹ tao rồi xong rồi còn ngồi nhiều chuyện. Thì mấy lâu nay thì tao lại có cái tính kỳ kỳ, không biết sao, chắc là mà đúng rồi, tao thấy tao hỏi mấy anh kia rồi. Thì nói chung là mấy ông già thì càng ngày càng lớn tuổi, thì thường thường tuổi trẻ thì hàng nói chuyện tương lai, còn mấy ông già thì thường thường rồi lại nhớ lại quá khứ luôn à. Đủ mà ngộ ghê, tức kia nhớ lại hồi hồi xưa, nhớ lại hồi xưa đó, khổ vậy. Mà chứ bây giờ cũng vậy, mấy ông già, tao đi về Việt Nam cũng vậy nữa, mà uống cà phê mấy ông già ngồi bàn bạc cái rượu toàn nói chuyện hồi xưa, không nói chuyện, không nói chuyện bây giờ, không nói chuyện mà hôm nay. Hồi xưa vui lắm, cái rượu mặt này kia đại cái là toàn nói chuyện hồi nhỏ không à. Rồi cười thấy mẹ cười. Mà thì cũng gần Tết đó rồi, gần Tết đó rồi, rồi thì cũng còn bao nhiêu ngày nữa Tết, Nhanh. còn mấy còn còn bao nhiêu ngày nữa Tết, tuần 2 tuần 3 tuần. Hôm nay dưới nay dưới 10 10 10 13 thì phải, ở dưới 12 13 gì đó. Thì À còn vậy khoảng chừng hả, 3 cũng được. tuần. 3 tuần À, tôi nữa. cho này chạy đi 2 tuần đi, cho càng À. ngày nó một cách khác. Cái cho nữa mẹ mới hiểu là những người Việt sống xa quê như bên này, như tụi ta này, nó có nhiều cái thái độ, nó có nhiều cái phản ứng nó buồn cười. Như tao vậy đó, thì tao càng ngày gần cận Tết nào thì là nhớ Việt Nam nhiều đấy. Tại vì ở ở Việt Nam nó có những cái Tết mà mình cảm thấy in đậm trong cái con người mình, mà mình cảm thấy là mình yêu quý hoặc là mình thương nhớ này. Hay cũng có những người cái Tết gần kề nào thì cái mối hận ta lại càng cao hơn chừng đấy, bảo vệ họ ở nó khổ vậy đó. Nó cũng có nhiều cái thái cực rất là buồn cười, tại Lại vì là cay nữa nó không bố, đúng không? Mỗi lần nghe Tết về lại lại có người cay nữa ha, lại có người cay đúng cú khổ nữa vậy, đúng nó khổ vậy đó. không? Trong khi đó thì nó kỳ lắm, nó có nhiều cái phản ứng trái ngược, mình không thể nào mình nói hết được. Cho có cái điều như bố đây thì nói đây là ước, thí dụ như mấy câu đối như ngày xưa, ví dụ như là thơ Tết để kia mấy ông cụ đồ để kia, là mình cảm thấy mình có những cái nét đẹp văn hóa mình rất là hay, hoặc là mình thích, hoặc này kia. Thì ngược lại có những người họ Tết gần tới hay càng Tết nào thì là họ càng cay cú gì mấy đủ, mấy kỳ lắm. Những cái lễ lớn hoặc là những cái gì mà Việt Nam mình rầm rộ làm thì họ đây bộ bực lắm, có nghĩa là không nói lên lời. Thì đủ mà đi mượn cái thằng Quyết kia chửi đồ quá, thằng kia chửi đồ đó, vậy đó. Tức là họ cay cú rồi họ làm những chuyện người mua mà bệnh lắm. Mà tưởng ai tặng, thí dụ như mà mình kêu một cái thằng nào mà tiến sĩ, hoặc là những cái thằng nào mà nó có một cái trình độ nhất định, hoặc là nó có văn hóa, hoặc là nó có cái gì đó mình cảm thấy là mình tin tưởng, như tao như là một người nào là giáo sư hay là tiến sĩ hay gì thì mình nói mình còn lọt tay được. Mời ông đó, ông học thức cao và thái độ cho mình đi đi vợ cái thằng cặp gà đi lên đó đủ vậy thôi, thua luôn được quá. Nhưng có những cái đầu có những cái đầu đủ má ăn cái gà giống như nó mới nghe thôi, cho thật chắc không có ai nghe đủ má cười, buồn cười đã vậy thôi. Lên thì lúc nào cũng tay chân thì múa may, đương nhiên chắc chắn là nó không có đẹp trai bằng tao rồi. Mặt ta thì méo, mắt ta thì lộ rồi, lúc nào há mỏ rồi quá, gớm quá luôn á. Vậy mà đủ có nhiều người mũi tung hô, tao nói đa số những người tung hô rất là đều những người cay cú, những người cay cú về ở trong ở đất nước Việt Nam mình bị có một cái gì đó cay cú đó, lại thấy gì Đúng chắc rồi. là nhà cửa rồi xã rồi gia đình này các cái rồi, mà nó ngộ mà tao ý tao nói từ xưa giờ cái gì mà nó bị là nó đều đổ thừa hết trơn đó, họ đổ trên thừa thành ra nó đổ thừa nên bị khổ. Nó có những cái sách lược mà mình sau này mình lớn rồi, mình già rồi, mình nghĩ lại thì phải công nhận là nó hay. Cũng giống như ngày xưa mà mày phải hiểu rồi, năm 1970 mấy, 75 đến 79 80 á, thì cái thời đó là cái thời của người Hoa ở trong Chợ Lớn Việt Nam Đúng mình rồi. đánh đánh tư sản á. Thì những người Đúng rồi. Hoa đó có một cái chiến dịch là cho đi trong trật tự, có nghĩa là những người đời người Hoa đó mà ta đi ra nước ngoài, người ta đi trật tự thì người ta cho phép, nhà nước cho phép đi. Cái đó là cái điều rất là hay. Bởi vì nói một cách khác chăng nữa là cái trước năm 1975 thì cái xã hội chế độ cũ thì hầu như cái người Hoa trong Chợ Lớn nắm toàn bộ về kinh tế của miền Nam, từ chai nước mắm cho đến bột ngọt,
đô giặt lũng đoạn hết. đem, nói chung là tất tật tật mình như thế là thao nồi xong chảo gạo Sao? mắm nước muối chung là đều là bước của khoa. Thì Đúng cái rồi. nhiệm vụ mà khi mới hốt vô thì ông mấy ông này là rất là hay, có nghĩa là gì, giải thể cái đám đó thì không cho mày đủ mà tập trung để làm những cái chuyện rùi bu giống như chế độ cũ nữa, thì một cách là đập tư sản nè, đánh tư sản, là hai nữa là cho mày đi tống khứ mày đi, tống Cho khứ thao mày phải túng. đi một cách đóng 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 khứ mày đi một cách hợp pháp. Thì cái thành phần đó cũng thù hằn Việt Nam nữa, mà thường thường đó người đó, những người đó là người Việt gốc Hoa, mày phải nhớ kỹ một cái điều đó. Thì sau khi thì họ qua đây rồi thì họ là nói tiếng Việt rành hơn tiếng Hoa, cho nên vì đó chắc chắn tao sẽ bảo đảm với mày hầu như những người Việt gốc Hoa bên Mỹ thì rất là đông Rồi. đó. Trừ ra những người nào có cái tư tưởng mà thù hằn Việt Nam thì tao nghĩ là con cháu của họ chứ không ai xa lạ cả, nó hẳn là vậy. Bởi vì mày biết là những người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn ngày xưa họ rất là giàu, giàu đến mức độ mà thấy khủng khiếp luôn. Họ trong cái lúc mà cho tao nghe đồn là nghe đồn hay sao nghe, tao nghe tao nói là trong cái lúc mà đi vượt biên á, có những cái máy mà kiểu máy giăng ba, máy hai lóc, máy ba lóc, máy dầu á, để mà đi vượt biên đóng ghe, những con ốc của nó họ tao, đem vàng đi không được, đem vàng đi bằng lá bỏ mình là tụi nó giết rồi họ mới làm, họ đóng tàu họ đi mà cái nắp cabo mà nắp của cái máy tàu dưới còn là bằng vàng Cô họ le lấy được sao mình mấy sơn luôn. đúng rồi, mấy cô le bốn hồi xưa gọi là cô le đúng không, mấy mấy cô le đúng Biết không, nhưng mà những cái gì mà họ giấu vàng được là họ giấu bằng cách đó đó, ngụy trang được không, giấu ngụy đúng trang rồi gì đó, che lại ghê rồi rồi gớm. giấu Tao ta nói mày để mang rồi, đi. tao ta nói mày rồi, thì ở đâu đó mình không thể nào mình nói tất cả mọi người phải làm sao vậy kia, nhưng mà phải có nói một cái là không thể nào trừ hết những cái đám mà coi như là cò cái đục chốt mà nó gán Việt Nam, là bởi vì nó mang một cái mối thù. Thứ nhất là về mất của nè, mất nhà nè, rồi gia đình ly tán nè, nhưng mà cái đó là nó chọn, chẳng ai chọn cái đó cả Đúng rồi. thôi.